Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tựa game Dị Tiên Hiệp, một tựa game mobile rất là hấp dẫn, đang rất là được nhiều anh em thủ quan tâm mà mình đã từng giới thiệu trước đây và mình cũng đã từng trải nghiệm sơ qua rồi. Thì trong video này mình sẽ trải nghiệm kỹ hơn các cái tính năng cũng như là hoạt động của tựa game Dị Tiên Hiệp này nhá. Nhắc qua cho bạn nào chưa biết thì tựa game Dị Tiên Hiệp này là một con game nhập vai rảnh tay được AFK Studio sản xuất trong một khoảng thời gian rất là dài, có nhiều tâm huyết để đầu tư và được nhà lành Mi Game phát hành tại thị trường Việt Nam. Game vừa chính thức ra mắt vào ngày 4 tháng 5 vừa qua. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn vào các cái tính năng của game Dị Tiên Hiệp nhé. Trước khi mình đi sâu hơn thì các bạn nào mà quan tâm đến tự game Dị Tiên Hiệp này thì anh em có thể tải con game này ở trên Google Play cũng như App Store nha. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá đi. Thì đây các bạn thấy là đây là giao diện chính của tựa game Dị Tiên Hiệp này. Chúng ta sẽ có một con game nhập vai màn hình dọc mang chủ đề là tiên hiệp thần thoại của Trung Quốc. Các bạn sẽ có một nhân vật chính và sau đó thì các bạn sẽ chiêu mộ thêm các cái thần tướng đi theo mình và chiến đấu. Game này thì có cơ chế chiến đấu theo kiểu dạng đánh theo lượt nha mọi người nhá, làm mình nhớ đến huyền thoại TS Online một thời. Thì như các bạn biết thì điểm quan trọng mấu chốt của game Dị Tiên Hiệp này đó chính là phần thần tướng. Thần tướng này thì các bạn để quay thần tướng nhá, chúng ta sẽ quay ra những cái thần tướng cao cấp. Và đây là danh sách tướng hồn mình đang có này. Đấy, đây là phần tướng hồn mình đang có. Thì tướng hồn nó sẽ chia ra cấp độ là cấp thấp nhất là cấp xanh lá cấp C, xanh dương B, A tím, cam là cấp S, SS là màu đỏ và cấp cao nhất là tướng kim là SSS thì rất là xịn sò. Này, tất nhiên là mình chưa có được rồi. Ở đây mình đang có một tướng cấp SS rồi nhá. Đó, sau đó thì các bạn sẽ xây vào trận hình. Trận hình của bạn thì sẽ tối đa là 5 thần tướng. Đó, các bạn sẽ có 5 thần tướng ở đây. Và các bạn sẽ ưu tiên là sử dụng những cái thần tướng cấp cao của mình nhá. Sau khi mà có phần tướng hồn này rồi thì các bạn sẽ có thêm một phần là phần hào quang này. Các bạn có thể nâng cấp này. Đó, các bạn sẽ cần nguyên liệu để nâng cấp hào quang nhá. Rồi chúng ta có tính năng pháp bảo. Đấy, đã là game tiên hiệp thì chắc chắn là sẽ có phần pháp bảo này cũng có thể nâng cấp lên được. Và nó sẽ thay đổi hình dáng pháp bảo của các bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ có phần trận linh. Chưa mở. Rồi cảnh giới. Đấy, tức là mình sẽ có một số cái mình chưa mở được. Đấy, nên hiện tại mình chơi lên rất cao rồi mình chưa mở được. Nói thêm về phần tướng hồn này thì các bạn có thể nâng cấp nhé. Chúng ta sẽ có các cái tính năng các bạn đột phá. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ có một cái sự nâng cấp về ngoại hình cho tướng hồn của bạn. Thì các bạn có thể nâng cấp lên. Rồi chúng ta có thể kích duyên này, các cái tướng hồn cùng duyên thì có thể kích duyên lên này. Phần khoe này chưa mở, rồi chúng ta có tẩy luyện. Rồi điểm thiên phú. Rồi các bạn có phần chiêu thức của tướng hồn rất là quan trọng. Và bên cạnh đấy sau này nó sẽ mở khóa thêm một phần là phần nâng phẩm. Đấy thì đây là phần tướng hồn nhá, nó rất là quan trọng luôn. Sau đó là hào quang này, pháp bảo, trận linh, cảnh giới. Ở trong phần hiệp khách, tức là nhân vật chính của bạn thì sẽ có các tính năng như kiểu làm trang bị này. Các bạn để mặc trang bị nhá. Rồi chúng ta sẽ có phần đây danh sách cao thủ thôi. Rồi chúng ta có phần hợp thành trang bị này, các bạn thể ghép ra những cái trang bị cấp cao hơn. Rồi chúng ta có thần trang này, rồi cả khắc ấn. Khắc ấn này thì chưa mở nhá. Đấy, chúng ta sẽ phải kiểu chuyển sinh các thứ nó mới mở ra anh em ạ. Rồi chúng ta có vẻ các bạn thể nâng cấp. Đấy, anh em thể nâng cấp chiêu thức của bạn. Phần hiệp khách này tối đa sau này các bạn sẽ mở ra được là 3 hiệp khách nhá. Đó, hiện tại là lúc đầu ấy các bạn chơi là có một hiệp khách thôi, sau này các bạn sẽ mở ra 3 hiệp khách. Đấy, tức là game này này, ban đầu là các bạn chọn một nhân vật đúng không? Sau này các bạn tối đa là có 3 hiệp khách, tức 3 nhân vật chiến đấu đi cùng các bạn như này. Còn tướng hồn ấy là chỉ là lúc mà vào chiến đấu thì nó sẽ trợ chiến thôi, nó sẽ dàn trận đấy. Đấy, anh em hiểu là đơn giản là như vậy. Thì thay vì các bạn phát triển một nhân vật thì cùng một lúc anh em sẽ phát triển 3 nhân vật nhá, tối đa là 3 nhân vật cùng lúc. Đấy, nó hay và nó có nhiều cái tính năng để các bạn khám phá. Các bạn sẽ có nhiều thời gian để phát triển nhân vật của mình. Tất nhiên là để mà phát triển cùng lúc 3 nhân vật như vậy thì các bạn sẽ cần phải rất là chăm chỉ tham gia hoạt động hàng ngày. Rồi đấy, sau có bạn có tính năng thú cưỡi này, các bạn thể nâng cấp thú cưỡi nhá. Ở đây mình chưa có nguyên liệu để nâng cấp. Rồi chúng ta có tính năng cánh. Đấy, mỗi một nhân vật là một cái cánh khác nhau, rất là đẹp, rất là đẹp. Nói chung là hình ảnh con game này hình ảnh 2D thôi nhưng mà độ chi tiết, độ sắc nét, các cái hiệu ứng hình ảnh rất là đẹp luôn. Đấy, các bạn thể nâng cấp lên. Ở trong phần trang bị này thì các bạn sẽ có các tính năng như kiểu là cường hóa trang bị này sẽ tốn đồng nhá. Đấy, hoặc là tốn xu, gọi là xu cũng được. Hoặc là các bạn có thể thu thập nguyên liệu các bạn chế tạo. Đấy, từ từ tí nữa mình nói phần boss này sau. Đấy, các bạn có thể chế tạo trang bị này. Rồi chúng ta có thể tinh luyện trang bị này. Sẽ cần đá tinh luyện nha. Đây, sẽ cần vật phẩm đá tinh luyện. Rồi chúng ta sẽ có thể khảm ngọc.
Chúng ta sẽ mỗi một trang bị thì các bạn sẽ có 4 ô để các bạn khảm ngọc và cho trang bị của bạn. Rồi chúng ta sau này sẽ mở khóa thêm một cái phần là đá ngũ hành nữa. Đây, mỗi nhân vật là sẽ khảm khác nhau nhé. Anh em có thể hiểu đơn giản đó là các bạn chơi 3 nhân vật và phải nâng cấp cả 3 đồng thời cả 3 nhân vật đấy luôn. Đấy, rất là hay. Rồi, đấy, về cơ bản thì nói thật là anh em là con dị tiên hiệp này nó cũng rất là đơn giản và dễ chơi ấy. Nó cũng không có gì quá là phức tạp đâu. Quan trọng là các bạn sẽ phải dành thời gian để phát triển nhân vật của mình. Thì nói chung là game nó hướng đến một cái lối chơi đơn giản, dễ chơi và ai cũng có thể làm quen được, kể cả là một người mới. Đây, mình đây khiêu chiến này, nếu mà đủ sức mạnh thì mình khiêu chiến boss. Đấy, các bạn hiểu hình ảnh đẹp không? Đấy, mình có tướng xịn, hôm trước là mình chơi dạng tân thủ ấy nên chưa có tướng xịn, mà các bạn nhìn này. Chúng ta có nhân vật chính này, nhân vật chính sẽ đứng hàng sau nhá, còn các tướng hồn thì sẽ 5 tướng hồn ấy sẽ đứng hàng trước. Đấy, nó sẽ dàn trận ra, hàng trước và hàng sau. Các bạn để tăng tốc lên này. Đẹp chưa? Uầy, hiệu ứng chiến đấu đẹp nhờ. Mà game này thì các bạn để ý là nó sẽ giới hạn theo lượt nhá. Chúng ta tối đa 5 lượt đánh thôi, kể các bạn mà không bị đội hình các bạn không bị làm sao cả, nhưng mà đánh kết thúc 5 lượt đánh mà không tiêu diệt được boss là các bạn coi như là thất bại. Đó, chúng ta sau này sẽ phải đi nâng cấp tiếp thần tướng các bạn. Rồi, thì chúng ta sẽ đến với các hoạt động hàng ngày đi. Lần trước thì mình chưa giới thiệu được kỹ cho anh em bởi vì nó giới hạn cấp độ đi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em kỹ hơn về các tính năng và hoạt động của con game dị tiên hiệp này nhá. Thì đầu tiên là phần săn boss này đi. Phần săn boss này thì bạn sẽ có rất là nhiều loại boss khác nhau. Boss cá nhân này, đó, và nó sẽ chia theo cấp độ của người chơi. Rồi các bạn sẽ có boss thế giới. Boss thế giới này thì nó sẽ liên quan đến việc mở theo cấp độ hoặc là cấp trùng sinh. À, game này là trùng sinh nhá, của nhân vật của các bạn. À, thì các bạn để khiêu chiến. Đây, khiêu chiến boss thế giới này và nhận thưởng. Đấy, chúng ta sẽ vào khiêu chiến. Trong lúc mà nhân vật mình khiêu chiến boss thế giới thì mình có thể bấm ra ngoài được. Game này rất là tiện luôn. Rồi boss cực hạn này. Chúng ta sẽ boss dã ngoại. Boss dã ngoại thì nó sẽ ra theo khung giờ nhé mọi người nhá. Đó, chúng ta sẽ ra theo khung giờ và các bạn thể thậm chí là có thể party với người chơi khác để đánh được nữa thì phải. Đấy, khá là hay. Rồi chúng ta sau này mở thêm cái tính năng khi các bạn trùng sinh cấp 8 hay còn gọi là chuyển sinh ấy thì mới mở ra nha. Có phần quỷ cốc này. Thì đây là phần sandbox. Game này sandbox nó rất là đa dạng luôn. Rồi chúng ta có các hoạt động liên server ở đây, như kiểu là phó bản liên server này. Các bạn có thể mình sẽ đây, vào nhanh này. Tiếp tục nha, mình sẽ đánh thử cho anh em xem. Đây, một tổ đội, các bạn có thể party với người chơi khác. Một tổ đội tối đa là 3 thành viên. Và chúng ta sẽ bắt đầu khiêu chiến này. Đó, đây là phó bản tổ đội luôn. Đấy, game đầy đủ các tính năng phó bản đơn, phó bản tổ đội đầy đủ luôn anh em ạ. Và các bạn có thể khiêu chiến để nhận thưởng. Rồi, rồi chúng ta sau này có hoa sơn luận kiếm này. Nhưng mà nó sẽ mở theo giờ của server, tức là 5 ngày nữa mới mở ra. Để các PvP, tướng hồn vấn đỉnh cũng như vậy luôn. Thần ma tranh đấu. Đó. Các bạn là game này nó mới mở ấy, nên là một số hoạt động nó chưa mở anh em nhé. Luyện ngục này, rồi trừ yêu, tức là phải nói chung là tầm các bạn xác định là một server mới ra thì một tuần sau nó mới mở hết các tính năng hoạt động. Mình nghĩ cũng rất là hợp lý thôi, bởi vì mở cùng lúc thì anh em sẽ hơi bị ngợp. Rồi chúng ta có tính năng cung hoàn đạo này thì phải trùng sinh level 7, mình chưa mở được này. Rồi chúng ta có phần sảnh hoạt động. Đây là các hoạt động hàng ngày, như kiểu là các bạn có thể vào boss bang. Và nó sẽ mở vào các khung giờ là 12 giờ và 20 giờ mỗi ngày để bạn khiêu chiến boss bang. Chúng ta hoạt động vấn đáp diễn ra từ 8 giờ đến 24 giờ. Mình sẽ trả lời rồi và mình nhận thưởng, đánh xếp hạng nhận thưởng nhá. Rồi chúng ta sẽ có phần vận tiêu này, game có tính năng vận tiêu luôn. Đấy, các bạn thể vận tiêu. Đây, bắt đầu vận tiêu. Cấp tiêu thì nó sẽ càng xịn thì nó sẽ càng thưởng càng nhiều, nhưng mà các bạn cẩn thận là có nguy cơ bị cướp nhá. Đây, ví dụ như là mình đổi mới phẩm chất này. Đó, nó sẽ ngẫu nhiên hên xui thôi. Các bạn sử dụng kim bảo khóa để vận tiêu. Mình sẽ vận tiêu đỏ luôn đi. Bắt đầu vận tiêu. Nhưng mà lưu ý là game này nó có thời gian vận tiêu x2 thưởng, nên các bạn nên vào các cái khung giờ x2 thưởng nhé mọi người nhé. Vào lúc 11 giờ cho đến 13 giờ và 20 giờ đến 22 giờ thì các bạn đi vận tiêu cho mình thì được tặng x đôi thưởng. Đó, lưu ý ở phần vận tiêu này. Rồi chúng ta có tính năng tam giới chiến này, khá là hay này. Nhưng mà 16 giờ nó mới mở ra anh em ạ. Cái phần tam giới chiến này tức là chúng ta PvP thể tức sắp xếp cặp thi đấu 1v1, loại trừ trực tiếp dành cho tất cả người chơi trong server. Lưu ý rằng thể thức PK đấu loại trực tiếp này áp dụng chung một thanh HP tổng cho toàn đội đội hình của người chơi. Điều nghĩa đồng nghĩa với việc là sau này mỗi hiệp đấu thì lượng HP tổng cho toàn đội hình vẫn giữ được bảo lưu và tiếp tục cho đấu lần sau. Tức là nếu các bạn đánh một trận các bạn mất 5 máu, các bạn 10 thanh máu đi, các bạn 5 máu thì trận sau các bạn sẽ chỉ còn 5 máu thôi. Tức là nó cứ lưu dần lại, tức là nó không reset cái thanh máu này nhá. Cũng khá là khó đấy. Đặc biệt là liên thắng càng cao thì điểm tích lũy càng lớn, giúp bạn dễ dàng đứng vững trong ngôi đầu bảng. Đó, cái này thì dành cho bạn đã thích PvP rồi.
Đấy, game rất hay nha. Rồi chúng ta có tính năng tìm kiếm bảo vật này, các bạn thể đi kiếm các cái bảo vật hoặc là mảnh thần tướng ở đây. Đấy, chúng ta sẽ kiểu như là cử tướng rồi đi hoàn thành nhiệm vụ ấy. Đây, ra trận này, tìm kiếm. Đó, thì nó sẽ đi tìm kiếm bảo vật. Rồi chúng ta có tính năng gia viên. Đây, mình rất là thích tính năng gia viên này luôn. Chúng ta có tính năng gia viên nhá. Các bạn có thể bồi dưỡng, nâng cấp, mở khóa. Rồi cần nguyên bảo này, các bạn thể chăm sóc. Đó, chúng ta sẽ có các cái em bé rồi các bạn có thể nuôi dưỡng ở đây. Chúng ta có phần con cái này anh em này. Đấy, bạn không có con trưởng thành, mời bồi dưỡng. Tức là các bạn chưa cần phải kết hôn thì các bạn đã có con cái rồi, thì các bạn sẽ phải chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục nó nhá. Đấy, rất là hay. Rồi đây là phần gia viên này, chúng ta sẽ có phần huấn luyện. Đấy, các bạn sẽ nhận thưởng ngay. À, nó có thời gian, mình đang huấn luyện. Đây là phòng huấn luyện. Trong phần gia viên này thì nói chung là sẽ cần phải update thêm các tính năng. Mình thích kiểu trồng trọt các thứ nữa nhưng mà mình chưa thấy có. Đấy, ở đây chúng ta có tính năng hôn nhân này, các bạn để đi cầu hôn nhá. Đấy, cầu hôn với những người chơi khác, khá là hay. Nói chung là tính năng gia viên này thì có rất là nhiều cái hay, nhưng mà mình nghĩ là sẽ cần phải update thêm một vài tính năng khác nữa thì tuyệt vời. Đấy, chúng ta có khiêu chiến đấu trường này, các bạn thể khiêu chiến người khác và nhận thưởng. Các bạn cố gắng leo hạng càng cao càng tốt nhá. Rồi chúng ta có phó bản hàng ngày, để đây là các cái phó bản các bạn kiếm nguyên liệu, như kiểu là phó bản thú cưỡi này, phó cánh phó bản này, phó bản gia viên này, hào quang phó bản, rồi bảo khố, địa tháp. Đấy, rồi chúng ta có phần tính năng gì đây? Toàn game này là cái gì? Cái này thì phải trùng sinh level 7 này. Rồi chúng ta có tính năng bang hội. Đây, trong phần bang hội này thì các bạn thể vào bang hội rồi tham gia các hoạt động bang hội trong game nhá. Phó bản bang hội này. Đấy, phó bản bang. Rồi có trang viên bang hội. Đó. Rồi trong phần này thì chúng ta sẽ có thêm phần bang chiến này. Rồi sảnh bang, đây là phần phúc lợi nhận thưởng, nâng cấp kỹ năng bang. Đấy, rất là nhiều. Rồi boss bang. Đấy, cái phần bang hội này nhiều này, nhiều tính năng này, nó không bị nhàm như nhiều các game khác. Sau này chúng ta sẽ có thêm một phần phần đồ giám, các bạn sưu tập các cái này là đồ giám boss hay là gì đó, thì nó sẽ cộng thêm chỉ số cho mọi người. Đấy, về cơ bản thì đây là các cái tính năng và hoạt động của con game Dị Tiên Hiệp này nhá. Mình thấy rất là hấp dẫn luôn. Thì các bạn có thể tải game này về chơi và trải nghiệm xem sao. Mình nghĩ là các bạn sẽ rất là yêu thích tựa game này. Nhắc lại nữa thì con game này đã chính thức ra mắt, và các bạn phải tải con game này trên Google Play App Store nhé. Game do Mi Game kết hợp với AFK Studio phát hành. Một con game nhập vai rảnh tay lấy chủ đề tiên hiệp. Cảm ơn em đã theo dõi video này của Sói Bạc. Mọi thú vị đừng quên like, share, chia sẻ như là subscribe cho kênh AFKB. Cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở AFK Mobi, không mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi. Vậy còn chờ chi? Chỉ ngày đi.